Hello, xin chào các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình. Mình là Kiên và các bạn thấy điều gì đặc biệt không? Hôm nay mình không phải là ngồi nữa, mình đang đứng. Cái trần gác lửng của mình khá thấp. Đó, mọi khi thì mình sẽ hay ngồi đây để quay video. Hôm nay thì là một cái video khá là đặc biệt. Đó là mình sẽ dẫn các bạn đi ọp nước hoa. Mặc dù là một chuyến ọp khá là nhỏ thôi, nhưng mà mình rất muốn để cho các bạn hình dung được một buổi ọp nước hoa như nào. Nó có kiểu hoành tráng, nó có siêu khủng như là các bạn tưởng tượng không? Thì hãy theo cùng mình nha. Let's go. Thì đây là cái tủ nước hoa của mình. Đây các bạn nhìn thấy. Nó rất là ít. Kia là báo. Và kia là cái máy tính để mình edit video. Trông nó hơi bừa một chút. Các bạn thông cảm. Thì đầu tiên là mình sẽ xếp nước hoa vào túi này. Và đây là số nước hoa mình vừa mang đi chạm, vừa mang đi ọp. Và quan trọng nhất là cái giấy thử. Hôm nay thì mình mặc áo cộc tay và sẽ khoác một cái áo ở ngoài để tiện cho công việc thử mùi hương. Thì nếu mặc áo dài tay thì rất là khó thử. Đó. Có. Mình mang giấy thử mà. Mọi người chào camera đi. Quay mọi người đi. Đây là số nước hoa mà bọn mình sẽ thử ra ngoài hôm nay. Camera ăn hẳn ba cái bánh. Hello mọi người, bây giờ chúng ta đến màn giới thiệu. Đầu tiên là Thắng Lê. Thắng giới thiệu đi. Em chả biết giới thiệu gì. Em chả biết giới thiệu, công việc, nghề nghiệp, nốt hương yêu thích. Rồi, em thì đang làm biên tập viên ở Thông tấn xã Việt Nam. Còn nốt hương yêu thích chủ yếu của em là các mùi hoa. Các mùi hoa. Tập trung vào là tổ hợp hoa đỏ. Tổ hợp hoa đỏ. Và Thắng rất am hiểu về mỹ phẩm. Chắc thế, có thể nói thế. Mọi người có thể theo dõi Facebook của Thắng. Rất là hay livestream vào buổi tối, rất là 11 giờ đêm. Đúng rồi, rất là hay livestream nhảm nhí vào lúc 11 giờ đêm. Mình sẽ để link dạy đời và tình yêu. Chào mọi người. Chào tất cả mọi người, tớ tên là Tùng. Tớ hiện tại đang là nhân viên văn phòng. Và đấy, mùi... độc thân đẹp trai vui tính. Có thích cả BD nữa. Mày chết. Mùi hương chủ yếu mà tớ thích là sẽ là mùi hồng. Mê tất cả loại hồng luôn. Bây giờ đến nhân vật trông già nhất trong hội. Khỏe à. Bảo cạo râu đi rồi. Rồi. Rồi em giới thiệu đi. Mình là Hùng, mình xem 94 nhưng mà trông mình thì giống 80. Đấy. Mình là nhân viên tư vấn chứng khoán của chứng khoán SSI. Nếu như mọi người có muốn nhu cầu mà đầu tư thì hãy tìm đến mình. Đấy. Gu của mình là fruity và vô mặng. Mình rất thích các loại đồ ăn. Hello các bạn, mình là Tuấn, mình là nhân viên marketing, đang làm ở bên Viettel. Nốt hương yêu thích của mình thì là có citrus này, thuốc lá và trà, khá là thích trà. Cuối cùng, thanh niên nhà giàu nhất trong hội. Em chào anh, chào mọi người ạ. Em già nhì hội. Em là Phúc, hiện đang là sinh viên ở trường khoa học tự nhiên ạ. Nốt hương yêu thích của em thì là vetiver và
các loại mùi Shopee. Em cực kỳ mê các mùi Shopee ạ, sạch sẽ. Chào mọi người, mình là Nghĩa. Em làm gì? Mình đang của em là gì? Mình đang làm nghề xuất nhập khẩu và đào tạo. Nỗi yêu thích của mình là những mùi fresh và trà. Đấy. Và đây là một thanh niên rất nổi tiếng trên. Thôi anh ơi. Mười mấy nghìn rồi. Có cái gì vậy tôi? Mười một nghìn. Mỗi lượt kêu không một. Nói. Bạn này tên là bạn Phim. Gu của bạn này giống gu anh Hùng mùi đồ ăn. Đấy. Và đó là một cái buổi họp nho nhỏ của team của mình. Có giống như các bạn hình dung không? Các bạn hình dung họp nước hoa nó như nào? Các bạn hãy để lại bình luận và cái suy nghĩ của bạn ở bên dưới nha. Và đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh YouTube của mình. Và nếu như anh em nào ở Hà Nội thì có thể comment ở bên dưới, chứ đâu chúng ta mình sẽ tổ chức một buổi họp nho nhỏ để các bạn biết nhiều hơn mùi hương và thử được nhiều mùi hương mới. Còn bây giờ thì mình phải thay đồ và đi ngủ đã. Bye bye.